Chương một: Tiết đại sứ lại Phật xin con chân La Hán đầu thai cứu thế. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Năm nhà Tống rời đô về đất Lâm An ở phía nam, nhằm niên hiệu kiến viêm năm thứ tư, Cao Tông Hoàng đế cải hiệu là thiệu Hưng năm thứ nhất. Thủa đó có một vị kinh doanh Tiết đạt sứ tên là Lý Mậu Xuân, người Chiết Giang, vợ là ứng thị rất hiền thục. Lý tướng quân vì tính nét hiền hòa giữ quân lệnh không nghiêm nên bị bãi chức về làng trở về quên cũ sống đời nhàn nhã, Lý Tướng Quân càng ưa làm việc phước thiện, bắt cầu đáp lộ, giúp đỡ kẻ khốn cùng. Mùa đông cho áo, mùa hè thuốc men. Người trong phố chợ đều ca ngợi là Lý Thiện Nhơn. Tuy nhiên cũng có người sầm xí. Tiếng là Lý Thiện Nhơn nhưng chưa chắc là Thiện Nhơn đâu. Nếu quả là Thiện Nhơn sao lại không con nối dõi? Lời nói đó thấu tai Lý Tướng Quân làm ông giàu giàu kém vui lý phu nhân thấy thế liền hỏi nguyên nhân phu quân sao hôm nay mặt mày kém tươi thế lý tướng nói ta vừa đi ra ngoài phố người người đều gọi ta là lý thiện nhơn cả duy có kẻ sầm xì si ta là kẻ giả nhân giả nghĩa để che giấu những điều xấu xa khuất lấp họ lại nói ta làm lành không phải do thật lòng nếu thật lòng sao lại không con ta nghĩ nếu hoàng thiên có mắt thần phật hiển linh đáng lẽ cho chúng ta một đứa con mới phải Phu nhân nói, thưa phu quân, phận thiếp hiếm hoi, trời bắt tội không có con để phu quân có người nối dõi, đó là lỗi của thiếp, xin phu quân hãy nạp thêm nàng hầu họa may có được đứa con để ấm bồng. Lý tướng quân nói, phu nhân nói thế sai rồi, ta đâu có thể làm việc bậy bạ như thế. Hơn nữa, phu nhân tuổi chưa đầy 40, còn có thể sanh nuôi con cái, chưa đến nỗi tuyệt vọng chúng ta nên tắm gội sạch sẽ, trai giới ba ngày rồi cùng lên chùa Quốc Thanh ở phía bắc núi thiên thai lễ Phật cầu con biết đâu trời Phật chẳng phụ lòng ta mà nhỏ phước ban cho một đứa bé để ấm bồng. Phu nhân nói, ý kiến đó rất hay. Sau khi chọn ngày lành tháng tốt, lý tướng quân cưỡi ngựa, phu nhân ngồi kiệu cùng đám gia nhân nhắm hướng núi thiên thai tiến phát. Từ chân núi nhìn lên. Núi cao sừng sững, đá núi chập trồng, cỏ cây rậm rạp. Lưng chừng đồi chùa Quốc Thanh cổ kính vươn mình bên tàng lá rậm. Đằng sau cổng chùa uy nghiêm, hai lầu trống chuông cao vút. Sau năm tầng đại điện là chai đường, khách xá, kinh đường, giới đường và 25 gian tàng kinh các. Lý Viên ngoại vừa xuống ngựa, bên trong mấy tăng nhân ra tiếp rước đưa vào nhà khách đãi trà đương kim phương trượng là tánh không trưởng lão nghe tin lý viên ngoại đến chùa dân hương cũng ra tiếp kiến và cho vị chi khách đưa đi các điện dân hương. Trước hết, viên ngoại đến đại hùng bửu điện lễ hương khấn vái, cầu xin Đức Phật phù hộ, ban cho đệ tử một đứa con, đệ tử nguyện trùng tu ngôi cổ sát, thép lại kim thân để cúng dường tam bảo. Khấn xong lại lần lượt đến các điện khác. Khi đến điện La Hán thứ tư, bỗng nhiên thần tượng từ liên đài ngã xuống đất tánh không trưởng lão chắp tay niệm Phật, lành thay, lành thay. Bần đạo xin mừng viên ngoại được sinh quý tử, chẳng bao lâu sẽ có tin mừng. Ngày tháng như thoi đưa, đông qua hạ tới, chẳng mấy chốc phu nhân đến kỳ nở nhụy khai hoa. Đến khi xanh nở, hào quang sáng rực khắp phòng, hương thơm tỏa ra sực nước. Thấy là ai nấy đều lấy làm vui mừng. Có một điều kỳ quái làm viên ngoại lo âu không xiết số là đứa bé sau phút chào đời cứ khóc mãi không thôi đến ngày thứ ba đang lúc bè bạn hàng xóm đến chúc mừng có gia nhân vào báo tin phượng trượng ở chùa quốc thanh là tánh không trưởng lão đích thân đưa một phần trọng lễ đến chúc mừng viên ngoại vội vã ra cửa nghinh đón và mời vào khách sành tánh không trưởng lão nói bần đạo xin chúc mừng viên ngoại chẳng hay lệnh công tử vẫn được an khang viên ngoại nói đa tạ đại sư có lòng chiếu cố tệ nhi từ khi lọt lòng cứ khóc mãi đến hôm nay cũng vẫn chưa nín đệ tử đang lo lắng về việc này xin đại sư có phương cách gì chữa trị hộ cho cháu tánh không trưởng lão bảo được được viên ngoại sai người bồng công tử ra cho bần đạo xem thử mới biết rõ nguyên cớ viên ngoại nói tệ nhi mới sinh có mấy ngày còn mềm mại bồng ra quá sớm sợ e không tiện tánh không trưởng lão nói. Không hề chi, viên ngoại chỉ cần lấy khăn mềm bọc kín công tử lại tất khỏi sợ nắng gió phạm nhằm. Viên ngoại nghe có lý, vội sai người bồng đứa bé ra cho mọi người xem. Thằng bé mặt mũi khôi ngô, phẩm chất thanh kỳ, khóc mãi không rớt. Thấy tánh không trưởng lão, đứa bé lập tức nín khóc và tuét miệng cười. Lão hòa thượng lấy tay vỗ vỗ trên đầu đứa bé, nói thôi thôi chớ có vội cười lai like. lịch nhà ngươi ta biết hết chúng ta giao ước cùng trao đổi bớt được tựa nương ở thế chương 2. Đồng sĩ hoàng đợ con chôn mẹ hoạt la hán cứu nạn người hiền. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thơ rằng, có công tìm tiên cảnh tiên cảnh nào đâu xa trước mắt không tham luyến trong lòng ắt thảnh thơi đất trời thanh thang rộ ngung dung ngày tháng dài ruốt đời an bổn phận nào phải đắn đo chi tế điên hòa thượng đi đến Tây Hồ thấy một người đang thắt thòng lọng định treo cổ, vội bấm linh quang biết rõ mọi việc. Nguyên người định treo cổ có tên là Đồng Sĩ Hoàng ở huyện Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang, thờ mẹ rất hiếu thảo. Cha mất sớm, mẹ họ tần cưới cho người vợ họ đỗ, chẳng may gãy gánh giữa đường, để lại một đứa con gái khá lanh lợi tên là Ngọc Thợ Đồng Sĩ Hoàng nhờ nghề thợ bạc sống qua ngày. Đến năm Ngọc Thơ 8 tuổi bà cụ họ tần nhuốm bệnh nặng. Đồng sĩ Hoàng hết lòng chăm sóc, hiềm nổi nhà nghèo không đủ sức lo thuốc thang cho mẹ già. Túng cùng, ông ta đành đem đỡ đứa con gái của mình cho nhà tiến sĩ họ cố lấy 50 lượng bạc, với thời hạn là 10 năm chuộc lại. Bà cụ tần nhân không thấy mặt cháu mới gạn hỏi lý do. Đồng sĩ Hoàng đổ thừa. Con bé đã về chơi bên ngoài. Vì nhớ cháu, bà cụ ốm liệt thêm, 7 ngày dây dưa rồi mất. Đồng sĩ Hoàng Phát mãi hết những đồ vật có giá trị trong nhà để chôn cất mẹ già xong cũng đến phủ trấn Giang làm mướn qua ngày. Thấm thoát đã 10 năm, tính lại số tiền dành dụng cũng dễ đến 60 lượng bạc. Đồng sĩ Hoàng định trở lại làng cũ chuộc con về rồi tìm mua một ngôi nhà cũ để cha con ở. Ngày kia đến Lâm An, ngụ lại khách điếm ngoài cửa tiền đường, chờ hôm sau về ngõ hẻm cũ hỏi thăm nhà cố tiến sĩ. Nào ngờ, người lối xóm đều bảo, cố tiến sĩ đã đi nhận chức ở tỉnh nào xa lắm, bây giờ không biết đi phương nào. Đồng sĩ Hoàng nghe nói thế như xét nổ bên tai, như rơi tuột giữa vực thẳm, cố dọ hỏi khắp nơi lân cận cũng không biết cố đại nhân chấn nhậm ở đâu và con gái mình siêu giạt phương nào. Buồn bực, đồng sĩ Hoàng vào quán rượu uống ít chén giải sầu uống vào mấy ly rượu say túy lúy, chân thấp chân cao bước ra khỏi quán, quên cả đường về nơi ngủ, cả đến gói bạc rơi rớt lúc nào cũng trả hạ ý đến khi tỉnh rượu, giờ lại gói bạc không còn. Đồng sĩ Hoàng chậm chạp đi về phía bờ rừng, càng nghĩ càng thêm giàu dĩ. Muốn tìm con gái rốt cục chẳng thấy được mặt, gói tiền dành dụm bao năm vô ý trắng tay, chi bằng chết phứt cho xong. Nghĩ thế rồi đồng sĩ Hoàng đến bên rừng, lần mở thắt lưng buộc lên nhánh cây và làm một cái thòng lọng, sắp sửa đút đầu vào. Ngay lúc đó, có một vị hòa thượng vừa đi vừa than thở. Chết, chết, phải chết mới được, chết còn sướng hơn sống trên đời. Ta treo cổ quách cho xong. Vừa nói, vừa mở thắt lưng dòm lên trên cây định buộc. Hòa thượng ấy phục sức lôi thôi bộ dạng nửa người nửa ngợm. Có thơ rằng mặt chẳng lau, đầu chẳng cạo, mắt say hé mở nhắm liền vô, như điên như dại, như khờ khạo, gặp chỗ khôi hài thích dở trò, tăng y rách nát chẳng kín thân, trên dưới sun xe tiền rủng rèng Tơi tả quanh mình khiếu với trầm, dày dây đứt nối đỏ cùng đen, tăng hài mòn rách còn lại đế, sức mạnh cặp đùi tuy nhỏ thó, càn khôn bốn bể mặc tiêu dao qua sông trèo núi nhanh như gió, kinh chẳng đọc thiền bất biết, rượu thịt tối ngày, giờ trò siếc, thức mê khuyến thiện độ quần sinh, cứu vớt nhân gian bất bình diệt, đồng sĩ hoàng liếc mắt theo dõi, nghe hòa thượng nói. Ta chết cho rảnh, rồi thò vào thòng lọng. Đồng sĩ hoàng lật đật chạy đến, nói, này hòa thượng ơi, ông vì cớ gì mà làm việc uổng đời như vậy? Tế điên nói. Ba năm nay, tôi theo sư phụ đi hóa duyên khắp nơi, cực khổ trăm điều tính lại chỉ vừa năm lượng bạc hôm nay sư phụ sai tôi ra chợ sắm hai bộ tăng bào và tăng mão, mũ ni. Thèm rượu quá, tôi ghé vào quán uống chơi vài chén, ngờ đâu say quá đánh rơi mất năm lượng bạc mang theo. Bây giờ tôi còn mặt mũi nào trở về gặp sư phụ nữa. Mất tiền này, sư phụ tôi thế nào chẳng nổi giận đánh mắng. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thà chết cho khỏe. Đồng sĩ Hoàng nghe nói thế, liền nói này hòa thượng năm lượng bạc có xá gì mà ông lại muốn tìm cái chết tôi cũng làm người mắc nạn sẵn trong túi có năm sáu lượng bạc vụn để cũng chả làm gì ông lại đây tôi đem số tiền giúp đỡ ông nói xong thò tay vào bọc lấy bạc đưa cho tế điên tế điên cầm bạc năm trong tay cười ha hả nói bạc của ông không tốt bằng bạc của ta lại vụn nát lấm chấm tuy vậy cầm tạm cũng được đồng sĩ hoàng nghe nói không vui thầm nghĩ mình đã biếu ông hết cả tiền mà ông còn chê là bạc xấu rồi nói hòa thượng ơi có tiền rồi đó ông mặc ý mà xoay sở đi tế điên nói tôi đi nhé đồng sĩ hoàng lẩm bẩm ông hòa thượng này thật chẳng biết điều chút nào cả mình có bao nhiêu cho hết mà ông lại còn chê là bạc xấu lúc đi họ tên mình ông cũng không hỏi cả đến tiếng cám ơn cũng không thiệt là hạng hạ cấp. Ôi, để chết đi cho rảnh. Đang lúc đùng đùng nổi giận như thế lại thấy tế điên từ đằng kia trở lại nói. Hòa thượng ta một khi thấy bạc là quên hết cũng không hỏi ân công tên họ là gì. Tại sao ra nông nỗi thế? Đồng sĩ Hoàng đem việc mình mang bạc đi bị mất ra sao lần lượt thuật lại. Tế điên nói, té ra ông cũng là người mất bạc để cha con không được gặp mặt nhau như vậy ông chết là đáng lắm. Thôi ta đi nhé, đồng sĩ Hoàng nghe thế, giận nói. Ông hòa thượng này thiệt mất lịch sự quá, mở miệng nói toàn những việc không đâu vào đâu. Tế điên đi được năm sáu bước, quay lại hỏi. Này đồng sĩ Hoàng, ông muốn chết đó là muốn chết thiệt hay chết giả? Đồng sĩ Hoàng nói, tôi muốn chết thiệt thì sao? Tế điên nói, ông muốn chết thiệt hử. Ta sẽ giúp ông chọn tình chọn nghĩa bộ quần áo ông đang mặc đáng giá năm sáu lượng bạc. Khi ông chết bị trồn xé, quạ rìa rách nát cũng uổng, chi bằng cởi ra đưa cho tạ cởi hết ra, cởi hết ra, chết chẳng là thoải mái lắm sao. Đồng sĩ Hoàng nghe thế, giận run cả người, nói, hay cho hòa thượng, ông chọn tình chọn nghĩa quá. Tôi với ông bèo nước gặp nhau, tôi cho ông mấy lượng bạc, ông lại nói với tôi những lời khó nghe nhỉ. Đế điên vỗ tay cười ha hả nói, lành thay, lành thay. Ông chưa muốn chết vội, ta hãy hỏi ông. Số bạc ấy đã mất rồi, ông lại muốn chết. Số tiền 50 đến 60 lượng kể có là bao, ta sẽ tìm dùm con gái ông có bằng lòng không? Đồng sĩ Hoàng nói, Hòa thượng ơi, số tiền mang đi chuộc con tôi đã đánh mất rồi. Giả sử bây giờ có tìm gặp nó, tôi cũng không biết lấy gì để chuộc ra được tế điên nói, được, được, ta sẽ có cách. Ông cùng đi với ta nhé. Đồng sĩ Hoàng hỏi, hòa thượng hiện tu ở chùa nào? Và quý hiệu là chi? Tế Điên nói, bần đạo tên là Đạo Tế, tu ở chùa Linh Ẩn trên núi Phi Lai nơi Tây Hồ, người ta thường gọi là Tế Điên Tăng. Đồng sĩ Hoàng thấy hòa thượng nói năng khác thường, lại có ý cứu vớt hoạn nạn cho mình, bèn nói, thưa sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu? Tế Điên chỉ nói. Đi, đoạn xoay mình cắp tay đồng sĩ Hoàng đi tới trước, vừa đi vừa hát. Đi đi đi, dạo dạo dạo. Không thị, không phi suốt tháng năm. Ngày nay mới biết xuất gia quý. Ăn năn thừa trước kiếp ngựa châu. Ân với ái, chỉ là mộng ảo. Vợ cùng con, chi khác ma đầu. Chi bằng ta, tay trắng với một bầu. Chi bằng ta, qua phố phủ, kinh châu. Chi bằng ta thong thong thả thả chi bằng ta lãng đãng giang hồ suốt ngày vui sống đời thư thả, cũng chẳng yêu tư cũng chẳng sầu. Vẹt gót dày băng đồng trèo núi, rách tăng y vượt suốt qua sông ta cũng hát hè ca với sướng ta cũng cương hề lại cũng nhu. Ngoài thân thể hợp cùng trời đất nào ngại chi đời chẳng chỗ dung. Trời cũng thay, đất cũng thay. Vui vui vẻ vẻ ngạo vương hầu buồn ngủ khoanh tròn say một giấc tỉnh lại sự đời trả đáng chị đến một ngõ hẻm tế điên bảo đồng sĩ hoàng ông đứng ở ngoài này nhé giây lát sẽ có người ra hỏi ngày tháng năm sinh của ông ông cứ thực mà nói đừng đi đâu nhé hôm nay ta sẽ làm cho cha con ông được đoàn tụ đồng sĩ hoàng nói cúi xin thánh tăng từ bi thương xót tế điên ngước mắt nhìn thấy mười mấy tên gia đinh đang ngồi phía trong cổng một tòa nhà cao lớn với biển đề treo cao biết rằng đây là nhà một vị quan nào bèn xăm xăm đi tới hỏi kính chào chư vị đây có phải là nhà triệu lão gia không gia nhân thấy vị hòa thượng ăn mặc lôi thôi trả lời phải đấy chủ nhân chúng tôi họ triệu hòa thượng hỏi có việc chi tế điên nói nghe người ta nói bà cụ ở nhà bệnh thế trầm trọng sợ e khó sống ta muốn đến tìm chủ nhân của các người để trị bệnh cho bà cụ gia nhân nói hòa thượng đến thật đúng lúc bà cụ nhân vì tiểu chủ bệnh nặng lòng lo cho cháu lo quá thành bệnh gia chủ đã rước khá nhiều thầy thuốc đến điều trị mà chưa thấy thuyên giảm gia chủ chúng tôi tên là Triệu Văn Hội rất có hiếu với mẹ, thấy bà cụ bị bệnh nặng, hễ có thầy thuốc nào tài giỏi đều cho người mời đến để trị bệnh. Gần đây có một vị viên ngoại họ tô tên Bắc Sơn, cũng có bà cụ mắc bệnh. Bên đó mời được một vị lương y tên là Lý Hoài Xuân, chắc hiệu là trại thuốc hòa, rất tinh thông y lý. Chủ nhân chúng tôi vừa sang nhà tô viên ngoại để mời y sĩ về. Vừa nói đến đó, bên ngoài có một đoàn người cưỡi ngựa về tới. Ba người đi trước, một người cưỡi ngựa bạch tướng mạo đẹp đẽ, tuổi trạc 30, đầu đội khăn bốn góc, trên có cài phiến ngọc, mình mặc áo cừu viên ngoại, trên đó theo hàng trăm con bướm nhỏ. Chân mang đôi giày gấm, da mặt hơi trắng, dưới cầm không dâu. Người này chính là trại thúc Hòa Lý Hòa Xuân người thứ hai đội khan lam chéo góc theo khảm ngọc đẹp mình mặc áo cừu lam chân mang giày xanh mặt như trăng rằm đôi mắt hiền từ dâu ba chòm phất phơ trước ngực người này chính là tô bắc sơn viên ngoại người thứ ba cũng có dáng dấp một phú ông viên ngoại mặt trắng dâu dài ngũ quan thanh tú tế điên thấy rồi ra trước đầu ngựa nói xin ba vị khoan đi đã hòa thượng ta chờ quý vị đã lâu rồi triệu văn hội ở phía sau thấy một vị hòa thượng khùng khùng cản lối vượt lên trước nói này hòa thượng chúng tôi có việc gấp rước thầy thuốc về trị bệnh cho mẹ già hòa thượng muốn hóa duyên thì để ngày khác hôm nay không được đâu tế điên nói không phải đâu hòa thượng ta đâu có đi hóa duyên nghe nói trong quý phủ có bà cụ bệnh nặng ta muốn đến thăm bệnh nhân phải đi cứu bệnh mới được ý của hoa thượng ta chỉ cốt đến trị bệnh mà thôi triệu văn hội nói tôi đã mời thầy thuốc rồi vị này là một danh y đương thời thôi hoa thượng đi đi tôi không mời ông tế điên quay nhìn lý hoài xuân với một mắt nói ông là danh y đương thời hử tôi xin hỏi ông một vị thuốc này xem trị bệnh gì lý hoài xuân nói xin hoa thượng cứ hỏi tế điên nói bánh bao mới ra lò trị bệnh gì lý hoài xuân nói sách bản thảo không có nói vị đó tôi không biết tế điên cười ha hả nói cả đến vỉa yực quan trọng giường ấy ông không biết mà lại dám xưng là danh ị này nhé bánh bao mới ra lò là chị bệnh đói có phải không ông nói không trôi vậy ta sẽ vào nhà họ giúp đỡ ông một tay nhé lý hoài xuân nói được hòa thượng muốn đi thì cứ đi Triệu Văn Hội và Tô Bắc Sơn cũng không tiện ngăn trở, lấy mắt nhìn nhau rồi cùng nhau tiến vào cổng. Đến trước phòng của Triêu Thái Thái, gia nhân dâng trà xong, Lý Tiên Sinh chẩn mạch cho bà cụ, nói, đây là chứng đàm ư uất kết bừng lên, phải trị bằng cách cho mửa cục đàm đó ra mới lành bệnh. Bà cụ tuổi tác đã cao, khí huyết kém suy, không thể trị bằng cách đó được. Xin viên ngoại thỉnh một vị lương y khác cao minh hơn. Triệu Văn Hội nói, thưa tiên sinh không ở trong y giới làm sao tôi biết vị nào là cao minh để tôi mời xin tiên sinh vui lòng tiến cử hộ lý hoài xuân nói ở lâm an này chỉ có tôi và thang vạn phương mà thôi bệnh nào ông ấy trị được tôi cũng trị được ngược lại bệnh nào tôi trị không được ông ấy cũng đành thúc thủ mà thôi chúng tôi tài học ngang nhau câu chuyện đến đó bỗng nghe tế điên nói các ông đừng quá lo, để hòa thượng ta trần mạch bà cụ thử xem. Triệu Văn Hội là người con trí hiếu, nghe thế lật đật nói, phải đấy, xin kính mời hòa thượng. Lý Hoài Xuân cũng muốn xem tài nghệ hòa thượng ra sao. Chỉ thấy tế điên đến trước lão thái thái vỗ tay nói, lão thái thái chưa chết được đâu, xương sọ còn cứng lắm mà. Lý Hoài Xuân nói, hòa thượng này khéo nói chuyện tầm ruồng không? Tế Điên nói, được rồi, để hòa thượng ta đem cục đàm ra là xong. Nói rồi, Tế Điên đến trước lão thái thái nói, đàm a à đàm, ra đây mau, ra đây mau. Mi ở trong đó tức chết lão thái thái ư, Lý Hoài Xuân cười thầm. Thực là đồ bá vợ ở đâu? Chỉ thấy lão thái thái ho ra một cụ đám. Tế điên thò tay vào mình lấy một viên thuốc vò vò, hô. Đem một chén nước âm dương ra đây giây lát gia nhân đem nước tới triệu văn hội vội hỏi thuốc đó tên là chi mà có thể trị bệnh cho mẫu thân của tôi được tế điên cười lớn tay cầm hoàn thuốc nói thuốc này tì thân dùng mãi mãi chẳng phải hoàn tán với cao đơ tạp bênh uống vào liền hiệu nghiệm bát bửu tiên y chừng nhãn hoàn tế điên nói xong thả viên thuốc vào chén nước nói lão thái thái vì lòng lo lắng nóng nảy nên bị một cục đàm vọt lên lập tức hôn mê bất tỉnh quý vị nên khéo léo phò dưỡng lão bà và cho uống viên thuốc này, lập tức có công hiêu. Triệu văn hội nghe nói như thế, biết hòa thượng này lai lịch phi thường nên nói nguyên nhân gây bệnh rất đúng, vội nói. Bạch Thánh Tăng, xin người từ bì cứu giúp trọ mẹ cửa con nhân vì quá lo lắng cho bệnh tình của cháu nội, lòng dạ cấp bách mà ra nông nỗi. Con có một đứa bé mới lên 6 tuổi không biết bị chứng bệnh oan nghiệt gì mà cứ hôn mê bất tỉnh luôn mỗi lần như thế mẹ con lo sợ cuống cổng mới bị đàm chặn nghẹt như thế sư phụ có ý trị bệnh cho mẹ con luôn tiện xin rủ lòng thương chữa trị cho cháu tế điên bảo đem thuốc đổ cho bà cụ giây lát đàm hạ bình phục như xưa chiêu văn hội đến thỉnh an lão thái thái rồi lại dập đầu cầu xin hòa thượng trị bệnh cho con mình tế điên nói muốn hòa thượng ta trị cho thằng bé hết bệnh không phải là chuyện khó, chỉ cần y theo những điều kiện sau đây. Triệu văn hội hỏi, bạch hòa thượng, điều kiện đó thế nào? Tế điên thông thả nói, điều kiện ấy thế này, thế này. chương 3, ở triệu gia thi thiền cơ trị bệnh ngầm cứu người nói Phật Pháp Linh Cơ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, thơ rằng cây cỏ hương hoa cũng hiếu thiềm mấy người nấy ná thoát trần duyên đạt ma tây trúc truyền đông đô. Đạo tế Tây Hồ cưỡi rượu thuyền mưa núi mịt mờ xiên lại thẳng giọt sen lác đác khẩm rồi nghiêng mây trắng la đà trôi tự tại bên rừng thong thả ấy thần tiên. Tế điên nói, bệnh đó chị không khó, ngặt vị dẫn thuốc hơi khó tìm. Phải tìm cho được người đàn ông 52 tuổi, sanh ngày mồng 5 tháng 5 và đứa con gái 19 tuổi sanh ngày mồng 5 tháng 8 lấy nước mắt của hai người đó hòa với thuốc uống mới hiệu nghiệm. Tô Bắc Sơn và Lý Hoài Xuân thấy Hòa Thượng có hành động khác thường như vậy, bèn hỏi Hòa Thượng hiện ở đâu, pháp hiệu là chỉ tế điên một mạch nói rõ. Triệu Văn Hội sai gia nhân tìm một người đàn ông 52 tuổi sinh ngày mồng 5 tháng 5. Mọi người đổ xô đi tìm, sang đến các nhà kế cận cũng không có. Có người đúng tuổi mà ngày tháng xanh không đúng, có người ngày tháng đúng nhưng số tuổi không phải. Một gia nhân đi ra ngoài cổng thấy một người đàn ông đang đứng tuổi trạc 50, liền chấp tay hỏi. Xin hỏi lão huynh họ tên chi? Người kia đáp, tôi họ đồng, tên Sĩ Hoàng, vốn người tiền đường. Đang ở đây đợi một người, lão huynh có phải 52 tuổi không? Đúng. Lão huynh xanh ngày mùng 5 tháng 5, quả vậy. Gia nhân vội bước tới nói, xin mời đồng lão gia đi cùng tôi vào trong này, gia chủ tôi có lời mời. Đồng sĩ Hoàng nói, chủ nhân của ngươi làm sao biết ta mà mời. Ngươi phải nói rõ ta mới chịu đi. Gia nhân bèn đem việc tìm vị dẫn thuốc kể lại, đồng sĩ Hoàng mới chịu theo vào ra mắt Tế Điên và Triệu Văn Hội. Tế Điên nói, mau đi tìm đứa con gái 19 tuổi xanh mồng năm tháng 8 mới xong. Đồng sĩ Hoàng nghe nói đến ngày tháng xanh của người con gái giống hệt ngày xanh của con gái mình, nên hồi hộp không an. Một lát, gia nhân vào thưa. Cố nhưng nhưng, có một đứa A Hoan tên là Xuân Hương, 19 tuổi, ngày xanh đúng là mồng 5 tháng 8, tôi đã dẫn vào đây. Dứt lời, từ bên ngoài một người con gái đi vào. Đồng sĩ Hoàng nhìn ra chính là con gái mình, động nối thương tâm, lệ tuôn lã trã cô gái thấy mặt cha mình mừng vui lẫn lộn sụt sùi rơi nước mắt tế điên vỗ tay cười ha hả lành thay lành thay hôm nay ta làm một việc lợi cả ba hoàn toàn mỹ mãn nói rồi thò tay vào túi lấy viên thuốc bảo gia nhân lấy nước có trộn nước mắt vừa hứng hòa với thuốc đem đổ cho triệu công tử giây lát công tử tinh thần thanh sảng lành mạnh như xưa tế điên mới kể cho Triệu Văn Hội nghe việc đồng sĩ Hoàng mất bạc định treo cổ và được mình đưa đến đây để cha con gặp nhau. Triệu Văn Hội giúp cho đồng sĩ Hoàng 100 lượng bạc để cha con làm vốn xanh nhai và tìm mua cho cố nhưng nhưng một đứa A hoàn khác. Lý Hoài Xuân hỏi ra mới biết Hòa Thượng là tế điên trưởng lão ở chùa Linh Ẩn. Tô Bắc Sơn tới trước Hòa Thượng đảnh lễ cầu xin từ bi trị bệnh cho mẫu thân. Tế điên đứng rột dậy, nói hòa thượng ta đến nhà ông nhé. Tô Bắc Sơn nói, thế thì quý lắm, triệu văn hội biết không thể lưu lại được bèn đem một trăm lượng bạc tặng cho Tế Điên để sắm y phục. Tế Điên nói, người muốn tạ ơn hòa thượng ta, hãy kể tai nghe ta nói như vậy. Như vậy, triệu văn hội thưa, xin sư phụ chớ lo, ngày hôm nay con sẽ đến đó. Dặn triệu văn hội xong, Tế Điên và Tô Bắc Sơn cùng ra khỏi nhà họ triệu vừa đến thư phòng hòa thượng hỏi lệnh đường lão thái thái mắc bệnh đến nay đã rước được mấy vị thầy thuốc chẩn trị tô bắc sơn nói thật không dối chi hòa thượng từ trước tới nay cũng mời khá nhiều thầy thuốc nhưng bệnh chưa thấy thuyên giảm trước đây có mời một vị thần y là thăng vạn phương đến chẩn trị bệnh cũng không thấy bớt kế đến mời lý hoài xuân đến xem mạch bệnh vẫn chơi chợ vị thầy thuốc nào đến xem mạch cũng bảo là do tuổi cao khí huyết suy kém không thể phò dưỡng được. tôi chỉ biết cố hết sức mình được từng nào hay từng ấy. hôm nay gặp được thánh tăng thật là tam sinh hữu hạnh lão mẫu chắc sẽ lành bệnh. nói rồi dẫn hòa thượng đi thăm bệnh. qua hiên thanh trúc đi suốt năm gian nhà đến phòng lão thái thái. thái thái đang nằm trên giường hai đứa a à hoàn thấy hòa thượng tăng bào rách nát bèn che miệng cười tế điên nói đừng cười bộ y phục rách nát hãy nghe ta nói chớ nhạo không tiền y phục rách bản lai diện mục có mới hách gia nhân dâng trà lên thấy tế điên cầm một viên thuốc tô bắc sơn liền hỏi bạch sư phụ thuốc đó tên chi đây là rượu dược của hòa thượng ta tên là yếu mạng đan người sắp chết uống vào sẽ hồi sinh ngay, nó còn một tên khác là thần thối trừng nhàn hoan. Tô Bắc Sơn lấy thuốc hòa đổ cho mẹ, dây lát thái thái bình phục như xưa. Tô Bắc Sơn dặn người dọn cơm rượu rồi mời hòa thượng vào thư phòng dùng tiệc đàm luận việc cổ kim. Tế điên chữ nghĩa đẩy mình, kinh luận gồm đủ, biện bác thao thao tô bắc sơn mới biết trước mặt mình là một ngoại thế cao nhân bèn bái hòa thượng làm thầy và thay y phục khác cho tế điên tế điên một mực khước từ và nói người muốn đền ơn ta chỉ cần làm như vậy như vậy ta đi đây tô bắc sơn nói bạch sư phụ nhà này coi như là nhà của sư phụ lúc nào thích đến xin sư phụ cứ đến ở đây tốt lắm bây giờ ta phải về chùa tế điên nói rồi bước ra hè phố vừa đi vừa hát nghêu ngao nào có gia chi chức tước hầu, ăn sang mặc đẹp quá phong lưu, đến nay tính lại còn ai nhỉ, nắng quái gò hoang nắm cỏ dầu. Như bọn ta suốt đời thư thả, xem việc đời nhẹ tựa giấc chiêm bao, dắt người mê trở về bến giác, phá tâm mê trực nhận bản lai. Tế điên về chùa ngủ ở lầu đại bi suốt ngày. Quảng lượng muốn hại tế điên cho bỏ ghét để trả mối thù ngày nọ, bèn sai tên đệ tử là tâm thanh lén, phóng hỏa đốt lầu giết chết tế điên lần đầu tâm thanh mới vừa lum khum châm lửa, bị tế điên đái tưới trên đầu, nước văng tung tóe, lửa tắt ngấm. Lần thứ hai, lầu đại bi bén lửa, khói bốc mù trời, tàn lửa bắt tứ tung. Chúng tăng trong chùa giật mình tỉnh giấc, hô cháy. Cháy, tế điên hòa thượng ngủ trên lầu chắc bị lửa cháy chết rồi. Thật là họa kiếp, mọi người hò nhau dập tắt lửa dám tự tăng quảng lượng cho là phen này hòa thượng điên thế nào cũng bị lửa đốt cháy chết. Còn đương mừng thầm bỗng thấy tế điên từ tránh điện bước ra cười ha hả, nói. Người nào bảo chết trời không nỡ, trời bắt người chết nào khó chi. Quảng lượng thấy tế điên còn sống nhan, trong lòng không vui, trở vào bạch với phương trượng. Bạch phương trượng, đạo tế để lửa cháy lầu đại bi, phải nên trị tội ông ấy mới được lão phương trượng nói lửa cháy lầu đại bi đó là ý trời đạo tế còn có can chi vào việc đó quảng lượng lại bạch phương trượng trong nước có phép vua ở chùa có thanh quy trong chùa chúng ta áng thời khắc mà nổi lửa ăn cơm ngủ nghỉ đạo tế để đèn trong suốt đêm lửa phàm lẫn lửa thần mới ra cớ sự tội cháy lầu đại bi thuộc về ông ấy cứ theo thanh quy thì tội ấy phải bị thâu hồi y bát, giới điệp, đuổi ra khỏi chùa không cho làm tăng nữa. Lão Phương Trượng nói, phạt như thế thì quá nặng, bắt ông ta đi khuyến hóa về trùng tu lại chùa là xong. Bảo thị giả kêu đạo tế vào dạy việc. Dây lát, đạo tế từ bên ngoài bước vào thưa. Bạch Phương Trượng, đạo tế ra mắt ngài. Lão Phương Trượng nói, này đạo tế, ông không giữ thanh quy, trong đèn cả đêm làm lầu đại bi bị cháy rụi ta phạt ông bằng cách đi hóa duyên trùng tu lại ngôi lầu ấy công tác trùng tu cần đến muôn lượng bạc ông đến hỏi sư huynh ông xem cho thời hạn hóa duyên là bao lâu tế điên quay sang quảng lượng hỏi thưa sư huynh sư huynh cho thời hạn tiểu đệ là bao nhiêu ngày quảng lượng nói ba năm được không tế điên nói không được lâu quá xin rút ngắn lại một ít một năm được không không được còn lâu lắm xin rút ngắn thêm nữa thôi nữa năm nhé tế điên lắc đầu nói còn lâu quá quảng lượng đưa thời hạn một tháng tế điên vẫn còn chê lâu quá quảng lượng lại nói vậy trong một ngày ông có thể hóa duyên đủ một muôn lượng được không một ngày hóa duyên một muôn lượng hà thôi huynh đi đi tôi không đi đâu tế điên nói rồi cười ha hả chúng tăng xôn xao cùng nhau nghị luận, trong thời hạn 100 ngày cho ông ấy đi hóa duyên, nếu được một muôn lượng bạc sẽ lấy công chuộc tội. Tế Điên ưng chịu mỗi ngày đi hóa duyên, ở Lâm An cho thuốc cứu người phổ độ chúng sanh, thầu đồ dễ ký danh không xiết kể nhưng giả bộ khùng điên không lộ bản lai diện mục của mình một ngày kia tế điên đang ở sườn núi phía sau ngọn phi lai, gặp hai người thợ săn vác thỏ, trồn, nai hưu, bèn bước ra cản lối hỏi, xin hỏi quý vị họ tên là chỉ và định đi đâu đó. Người kia trả lời, tên là Trần Hiếu, chắc hiệu là Mỹ Nhiệm Công, còn người này là anh em kết nghĩa với tôi tên là Bệnh Phục Thần Dương Mãnh, chúng tôi từ trên núi trở về. Chẳng hay sư phụ là ai? Tế điên nghe nói cười ha ha, hát sáng ra ngoài hang núi ruốt ngày bắn với xa vì muốn béo thân mình kẻ khác đành chịu chết. Dương Mãnh, Trần Hiếu biết hòa thượng là bậc cao nhân ẩn sĩ, lập tức quỳ xuống hành lễ, bái tế công làm thầy và nói. Anh em tôi từ nay xin đổi nghề, theo bèn bạn làm cho hát ảng bảo tiêu để sinh sống, cải ác tùng thiện. Tế Điên nói, tốt lắm, các ngươi không bao lâu sẽ phát đạt. Hai người từ tạ ra về tế điên ở trong chùa suốt ngày che chén lu bu, chẳng đi hóa duyên nơi nào hết. Quảng lượng cũng không thèm hối thúc, nghĩ rằng cứ đến kỳ hạn y luật mà đuổi tế điên ra khỏi chùa là xong. Thời gian qua mau, thấm thoát đã hơn 3 tháng mà tế điên chẳng hóa duyên được một lượng bạc nào. Ngày kia, tế điên thấy vị sư giữ cổng chùa đi vắng, bèn đến điện hộ pháp ngắm nhìn thần tượng uy nghi, tướng mạo đẹp đẽ rồi nói, lão vi đà này, ông đi chơi với ta nhé. Nói rồi vác ông hộ Pháp đi ra cổng. Kẻ qua lại hai bên đường xì xáo. Mấy vị coi kìa, từ đó tới giờ hòa thượng đi hóa duyên rất nhiều, có vị chỉ cầm cái chìa khóa lớn, có vị gõ cái mõ thật to, chứ chưa có ai vác ông hộ Pháp vi đà đi khắp phố như thế này. Tế điên cười hề hề nói, các người không biết nói lung tung thế, chớ đây là người giúp việc đắc lực trong chùa chúng tôi đây. Mọi người nghe thế đều cười rộ. Tế điên đang đi bỗng ngước nhìn thấy phía trước có một luồng đen sông thẳng lên trời, bèn bấm linh quang rồi vỗ tay nói, lành thay, lành thay. Ta đâu bỏ qua được. Bên đường là một quán rượu tên Túy Tiên Lầu, với bài thơ viết đại tự phía trước. Thái bạch rượu vào thơ trăm thiên trường an phố thị ngắt hơi men thiên tử cho vời trơ mắt ngó muôn tâu. Thiên hạ tử trung tiên. Tế điên bước vào nói, ôi chào mệt quá, trưởng quỹ đâu bên trong nghe tiếng đi ra một trưởng quỹ, thấy khách đến chỉ là một hòa thượng đi hóa duyên, bèn nói. Hòa thượng ơi, ở đây mồng một và ngày rằm chúng tôi mới thí tiền. Tế điên nói, phải đó, ở đây ngày rằm và mồng một mới bán cơm. Rồi ra đứng chặn ngoài cửa. Dây lát từ hướng đông có ba người đi lại. Phổ kỳ mời khách vào. Tế điên đưa tay cản, nói, ba vị muốn ăn cơm hử, ở đây ngày rằm và mồng một mới bán cơm ba người khách nghe nói thế kéo nhau sang tiệm khác ba bốn mối như thế đều bị tế điên xua đi hết vị trưởng quỹ nổi giận từ trong bước ra nói này hòa thượng ông đuổi khách của tôi đi chỗ khác hết là ý gì thế tế điên nói ta muốn ăn cơm vừa bước vào cửa ông bảo cho biết là ngày mồng một và rằm ta mới biết là ngày mồng một và ngày rằm các ông mới bán cơm chứ trưởng quỹ nói Tôi tưởng ông đi hóa duyên mới nói ngày mồng một và rằm chúng tôi mới thí tiền cho tăng được. Tế điên nói, không phải đâu, ta đến ăn cơm mà, vậy thì xin mời vào. Tế điên vác ông hộ pháp vào trong nhà, lựa một bàn sạch sẽ ngồi xuống, kêu mấy món ăn, bốn năm hồ rượu, ăn xong kêu tính tiền. Cộng tất cả tiền cơm rượu là một ngàn sáu trăm tám mươi tiền. Tế điên nói, ghi sổ đi, hôm khác ta ăn nữa tính chung một thể trưởng quỹ sớm lưu ý việc này, liền bước tới nói, này hòa thượng, ăn cơm thì phải trả tiền. Hôm nay hòa thượng ăn cơm rồi không trả tiền không đi được đâu. Phải trả một, sáu trăm tám mươi đồng tiền đã. Tế điên đang phân bua với phổ kỳ, bổng nghe bên ngoài có tiếng hét vang như sấm, hai người tướng mạo hùng vĩ bước vào. chương 4, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com vác hộ pháp dượt yêu khắp trang viện bệnh phục thần giận đánh lão đại nhân cô thơ giáng. Cửa gỗ dựng rồi chửa muốn sang dõi nhìn chim chậu nhảy lan man hà ngọc dễ trôn thiên cổ hận ngác vàng khó đổi một thân nhà mây răng đầu núi soi lòng thạc lá rụng rừng thu thấu viễn san thông ra thở khói. Màu xanh biếc phải trái xem tuồng mây trắng ngang. Nhắc lại tế điên đang cải lộn với phổ kỳ trong quán cơm, bỗng có hai người vén rèm đến trước tế điên vái chào người đi đầu thân hình cao lớn, đầu đội khăn lam kim tuyến có gắn hai hạt châu, mình mặc tiễn tụ bào màu lam, lưng thắt dây tơ, chân mang giày võ sinh, ngoài choàng áo lông thêu hoa, sắc mặt hơi vàng. Mày dài mắt to, đôi mắt thần quang lóng lánh, mũi thẳng miệng rộng, dưới cầm vuông, bộ râu đen phất phơ trước ngực. Người đi sau, tuổi ngoài 20, đầu đội khăn đoạn theo ngũ sắc, mình mặc áo đoạn tiễn tụ bào theo ba đóa hoa lam, chân mang võ hài, choàng ngoài một áo cừu lam. Mặt trắng bạch không huyết sắc như mùa giấy trắng. Vị đi trước chính là Mỹ Nhiệm Công Trần Hiếu, người đi sau là Bệnh Phục Thần Dương Mãnh, hai người này từ hàng bào tiêu trở về định lên linh ẩn tìm tế điên. Đến ngang quán cơm nghe tiếng cãi cọ ồn ào liền vén rèm bước vào, thấy Tế Điên đang cãi nhau với Phổ Kỳ vội bước tới chào và nói: "Bạch sư phụ, sao sư phụ lại cãi nhau ở chỗ này?" Mấy đứa này có khi dễ sư phụ không? Sư phụ nói cho chúng con biết để con đánh bọn nó một trận cho biết tay." Trần Hiếu vội can: "Này hiền đệ, chớ nên lỗ mãng vội, phải nói ra nguyên nhân đã." phổ kỳ trong quán thấy hai ngòi ăn nói hung hổ như vậy vội nói xin hai vị quan nhân chớ giận nguyên do tại vị sư phụ đây vào ăn cơm không tiền trả lại nói những lời ngang bướng mới sinh cãi cọ như vậy tế điên nói phải đa hai đồ đệ đến đây thật đúng lúc tiệm cơm này làm khó dễ ta quá trần hiếu hỏi bạch sư phụ tạo sao họ làm khó dễ sư phụ như vậy tế điên nói Ta ăn cơm rồi, bọn họ không chịu cho đi cứ đòi tiền hoài. Trần Hiếu nghe qua không nhịn được, tức cười nói, à, té ra là đòi tiền. Bèn quay qua nói, này trưởng quỹ, các người không biết vị hòa thượng này ư, ừ, đây là tế công trưởng lão, vị Phật sống ở chùa Linh ẩn đó. Số tiền có là bao, hòa thượng ăn uống hết bao nhiêu đừng đòi hòa thượng, sau ba tháng anh em ta sẽ tính gộp một lần cho. Trưởng quỹ nói. Chúng tôi xin tạ lễ thất kính." Tế Điên hỏi, "Các ngươi đã ăn cơm chưa? Chúng con ăn cơm rồi, các ngươi vác tượng hộ pháp đi hóa duyên với ta nhé." Trần Hiếu nói, "Bạch sư phụ, đệ tử của sư phụ đều là danh giá phú hộ. Sư phụ cần nhiều nữa, chúng tôi chẳng dám thưa, chớ còn khoảng 9 đến 10 lượng bạc hiện chúng tôi có sẵn, cần chi sư phụ phải đi cho nhọc sức." Tế Điên lắc đầu nói, "Không được, không được." hóa duyên là bổn phận của hòa thượng tạ này Dương Mãnh, người vác ông hộ pháp này cho hòa thượng ta nhé. Dương Mãnh vâng dạ rồi kê vai vác ngại ba người cùng ra khỏi quán cơm đi về hướng đông. Mấy người quen biết với Trần Hiếu và Dương Mãnh kể nhau sầm xí. Trần Hiếu hổ thẹn đỏ mặt đứng lại nói chuyện với người quen ở bên đường. Dương Mãnh hồn nhiên không biết mắc cỡ, cùng tế điên xăm xăm đi tới thấy bên đường có một tiệm trà mới khai trương tế điên bảo dương mãnh để tượng hộ pháp xuống nghỉ đoạn xăm xăm đến trước tiệm trà kêu lên khổ dữ a à, khổ dữ a à, mấy người làm công trong tiệm nghe hòa thượng kêu khổ lật đật chạy ra hỏi hòa thượng đi mua trà hỉ không phải đâu thấy tiệm mới khai trương ta đến chúc mừng đó chứ à té ra hòa thượng đến chúc mừng xin mời vào mời vào hòa thượng ta tới đây có hai việc thứ nhất là đến chúc mừng thứ hai là đến hóa chút duyên hòa thượng hóa duyên bao nhiêu không cần nhiều hai trăm lượng thôi đủ số ta mới đi tưởng chút ít chứ còn số đó nhiều quá tiệm tôi thứ xả không đủ thôi đi hóa duyên chỗ khác đi tế điên nghe thế cười hà hà nói bây giờ ta xin hai trăm lượng người cho thì thôi tới chừng đứng bong không chỉ hai trăm đâu mà phải bốn trăm lượng qua xế phải sáu trăm lượng chiều tối phải 800 lượng, còn để giáp một ngày đêm thì cả tiệm trà nhà ngươi cũng tính chưa đủ số đó nhé. Trưởng quỹ nghe nói biết là hòa thượng khùng đến quấy rối. Có một người mua trà ưa sen việc tào lao, tới nói, này hòa thượng. Cửa hàng người ta mới khai trương, ông tới phá đám làm chị ông muốn xin vài ba tiền để mua hương đèn thì đây tôi cho ông, còn muốn vài ba điếu để có quần áo đổi thay thì hôm khác lại cưỡi trên người tôi đây nè cưỡi trên người ông hả ngươi cõng ta được à ha ha người kia nghe những lời ngoắt ngoéo đó nói này hòa thượng hóa duyên là hóa bao nhiêu tiền có hai trăm lượng bạc là ta đi ngay thôi không lấy thêm một điếu nào hết người ấy nghe tề điên nói bắt quăng, bèn nghiêm sắc mặt nói này hòa thượng ông đừng có đùa tôi không chấp ông đâu thôi, ông đi hóa duyên cho đủ số đi, không cần ông chấp với nê, ông cố mà xem ta hành sự sẽ biết. Đoạn kêu, Dương Mãnh, hãy để ý xem nhé. Hễ thấy có lão đạo sĩ nào từ phía nam hồ đồng đi tới, người cứ nếu lại đập chết ngay trước tiệm trà, để cho chủ tiệm trà đến cửa quan đền mạng người ta chơi. Dương Mãnh bản tính hồn nhiên, nghe tế điên bảo thế liền gật đầu vâng dạ, nhìn chăm chăm về phía hồ đồng chờ đợi lão đạo sĩ. Quả nhiên không bao lâu, từ phía hồ đồng đi lại một lão đạo sĩ mình cao tám thước, eo nhỏ lưng gù, đầu đội khăn đạo sĩ màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam thắt lưng tơ. Chân mang giày theo vớ trắng. Trên lưng lủng lẳng một cây bảo kiếm trong bao bằng da cá, đuôi gươm mấy tua màu vàng phất phơ theo gió. Vị đạo sĩ ấy mặt như trăng rằm, mắt mũi hiền từ, ngũ quan thanh tú, ba chòm dâu thưa buông dài trước ngực, vừa đi vừa hát huyền trong rượu rượu trong huyền dưới điện tam thanh có chân truyền không phải thánh cũng không tiêm mài miết động sâu khổ tu luyện miệng nuốt kim đan nguyên thần hiện chứng tỏ tam thanh thiệt có truyền dương mãnh ngó thấy đùng đùng nổi giận hét lớn hay a à, yêu đạo chớ chạy ông đợi ở đây đã lâu nói rồi liền hưa quyền đánh tới lão đạo sĩ này từ đâu đến tại sao tế điên lại bảo dương mãnh đón đánh ông ta Nguyên bởi ở đường Thái Bình trong thành Lâm An có một nhà tỷ phú họ Châu tên Cảnh, tự vọng liêm. Bởi ông ta giàu quá nên mọi người thường gọi là Châu Bán Thành, trong nhà của đến trăm muôn. Ông ta chỉ có một đứa con trai tên là Châu Chí Khôi, 21 tuổi, chưa lập gia đình. Chí Khôi cũng khá đẹp trai, nhưng hiểm nỗi quá kén chọn, cao với không tới, thấp chẳng để mắt nhìn, vì thế từng tuổi đó còn lẻ loi một bóng châu viên ngoại tuổi quá 70 lại dưới gối chỉ có trí khôi nên rất mực cưng chiều. Ngày kia, trí khôi bỗng nhiên ngọa bệnh và điều dưỡng ở thư phòng hoa viên. Mời rất nhiều thầy thuốc nổi danh trần trị mà bệnh thế vẫn không thuyên giảm viên ngoại vì thế rất đỗi lo âu. Một hôm tối lại, viên ngoại tự tay sách đèn lồng ra thư phòng ở hoa viên thăm bệnh con. Vừa đến cửa thư phòng bỗng nghe bên trong có tiếng trai gái cười đùa, viên ngoại động tâm nghĩ rằng chắc đứa a hoàn nào của bà lén dẫn dụ con ta làm chuyện bại hoại gia phong đây ta phải đến xem mặt coi đứa nào cho biết bèn đến bên cửa sổ thấm ướt một khoảng giấy soi lỗ nhìn vào bên trong đồ đạc thiết trí vẫn như cũ trên chiếc bàn nhỏ ở trên sạp ngọn bạch lạp đang tỏa chiếu bên mấy thức ăn chí khôi đang ngồi ở một bên còn ngồi đối diện bên kia là một cô gái sắc đẹp hoa nhường nguyệt hẹn lão viên ngoại nhìn kỹ té ra cô gái ấy chính là Nguyệt Nga, con gái của vương viên ngoại ở sát tường nhà. Lão viên ngoại cả kinh thầm nghĩ, ta với viên ngoại là bạn hồi còn để tròm, sao hai đứa nhỏ này dám làm việc trang hoa xấu hổ như vậy kia. Chính ông cũng không dám bước vào nhà sợ hai người xấu hổ tự tận, bèn trở về phòng mình, thở dài, kêu phu nhân nói. Bà ơi, bà có biết thằng con mình mắc bệnh gì không? tôi vừa thấy nó cùng vương nguyệt nga con gái của bác vương thành ở kế nhà mình uống rượu vui đùa ở ngoài thư phòng đấy bà tính lẽ nào cho phải đây phu nhân nói có gì mà viên ngoại phải lo ngày mai ông sang nhà bác vương thăm hỏi chuyện trò rồi nhân tiện hỏi thăm con gái bác đã có đôi bạn chưa nếu chưa đính ước ở đâu thì mình gấp rút cậy mai mối đến hỏi làm như thế, một là giữ vẹn được danh giá của hai nhà, hai là cho đôi trẻ được tâm nguyện, há không phải là kế lưỡng toàn sao. Viên ngoại cho là có lý, bèn an lòng đi nghỉ. Sáng hôm sau ăn điểm tâm xong, viên ngoại thay đổi y phục cùng với gia nhân mang lễ sang thăm vương viên ngoại. Vừa bước đến cổng, thấy từ xa bốc lên cát bụi mịt mù, một người cưỡi ngựa và hai chiếc kiệu đi lại, thì ra đó là vương viên ngoại vương viên ngoại lật đật xuống ngựa chào hỏi châu viên ngoại rằng lâu nay huynh trưởng có mạnh giỏi chăng hiền đệ đi đâu về thế người ngồi trong kiệu là ai vậy vương viên ngoại nói đó là cháu gái anh vương nguyệt nga chờ ai cháu đó hơn hai tháng nay ở bên nhà cậu nhân vì có mai mối đến hỏi ngày mai đưa lễ đến nên sáng hôm nay tôi phải qua rước cháu về châu viên ngoại nghe nói thầm nghĩ sao có chuyện lạ vậy kìa chính mắt mình thấy vương nguyệt nga đang ngồi uống rượu với thằng con mình làm sao nó lại ở nhà cậu nó hơn hai tháng được có phải mình hoa mắt nhìn lầm người chăng chuyện đó đâu thể có được nghĩ rồi bèn nói này hiền đệ cho kiệu đến gần cửa cho ta thăm nhìn mặt cháu một chút vương viên ngoại bảo khiêng kiệu lại gần thị tì vén rèm dìu vương nguyệt nga xuống vái chào chúc phúc châu viên ngoại Châu Viên ngoại nhìn kỹ quả nhiên cùng với cô gái đã thấu ở thư phòng ngày hôm qua không sai một nét trong lòng thầm nghĩ. Không xong, không xong rồi. Con Nguyệt Nga này không yêu cũng là quái, chẳng phải quỷ cũng hồ ly. Ông quá lo sợ cơ hồ muốn ngất đi, may có người ở một bên dìu đỡ mới khỏi ngã. Vương viên ngoại hỏi, huynh trưởng thấy cháu gái ra sao mà có dáng điệu khác thường như thế? Châu viên ngoại nói. Hiền đệ ơi, ta nhìn thấy cháu mà sực nghĩ đến con mình ở nhà, bây giờ không biết bệnh thể nhẹ nặng ra sao. Vương viên ngoại nói, tôi thiệt không rõ việc đó, để ngày mai tôi sẽ sang thăm cháu. Nói rồi kiếu từ. châu viên ngoại về đến nhà thở vắn than dài. Phu nhân hỏi nguyên cớ cũng lo lắng không an. Viên ngoại nói, vợ chồng ta chắc không sống nổi vì việc này. Biết làm sao bây giờ? hai vợ chồng đang lo giàu, xảy thấy từ ngoài đi vào một đứa thơ tên là A Phước, tên này khoảng 15,16 tuổi, rất là lanh lợi, nói. Thưa viên ngoại, chớ lọ ở ngoài cửa thanh ba có tòa tam thanh quán, lão đạo sĩ ở miếu đó tên là Lưu Thái Trơn, có tài bắt yêu chấn trạch, lui quỷ trị bệnh rất tài. Viên ngoại đi mời ông ấy đến có thể trị bệnh cho công tử được viên ngoại nghe nói có lý liền hối gia nhân thắng ngựa cùng với bốn gia nhân do a phước dẫn đường đi thỉnh thầy đến cổng tam thánh quán ngoài cửa thanh ba tớ thầy xuống ngựa gõ cửa bên trong có một đạo đồng đi ra hỏi quý vị tìm ai gia nhân đáp chúng tôi là người của châu viên ngoại ở trong thành đến đây mời đạo ra bắt yêu đạo đồng vào trong thông báo Tòa miếu này có một tòa điện chính, hai bên có kèm đông tây hai dãy. Lão viên ngoại đi đến nhà đông được lão đạo sĩ xuống thềm tiếp giữa. Viên ngoại thấy lão đạo sĩ đầu đội khăn đạo sĩ cũ, mặc đạo bào bằng vải lam, ngũ quan rất thanh tú. Viên ngoại nói: đã lâu ngưỡng mộ đại danh tiên trưởng như sấm nổ bên tai hiện tại trong hoa viên nhà tôi có con yêu làm loạn, biến mình làm vương nguyệt Nga ở gần nhà để mê hoặc con trai tôi là trí khôi. Cầu xin tiên trưởng mở lòng từ bi đến bắt yêu an trạch lui quỷ, trị bệnh dùm cho cháu lão đạo sĩ biết họ châu là một nhà đại phú, liền vội vàng ưng thuận, nói. Xin viên ngoại cứ về trước, tiểu đạo dây lát sẽ đến sau. Viên ngoại uống cạn ly trà rồi cáo từ. Lão đạo sĩ đưa khách ra cửa rồi trở vào miếu kêu đạo đồng hỏi, này đạo đồng. Khăn đạo sĩ và đôi giày mới của ta, mi cầm bao nhiêu tiền, hôm trước mua rượu cầm được hai điếu, đem cái khánh cùng chân đèn đổi về. Còn đạo bào cùng dây tơ buộc cầm bao nhiêu, cầm năm điếu. Đem chiếc tiền bàn và mấy tấm gương đổi lại. Đi chuyến này phải ăn mặt coi được một chút mới phát tài. Đồ vật đã chuộc về, lão đạo sĩ mặt áo đội mũ chỉnh tề mới đi về phía cửa tam bà ông lại đi vòng qua cửa tiền đường cố ý kheo bộ cánh đẹp. Nào ngờ đang đi bỗng nghe trước mặt có tiếng hét và có người đưa tay đánh tới. chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Châu viên ngoại nơi hoa viên gặp yêu quán tam thanh mời được lão đạo sĩ có thơ rằng. Tháng 5 vùn vụt nắng mưa thay khóa lợi đàm danh chớ miệt mai. Sương trắng buông tay chôn trũng rậm vàng dòng khó gì ữ tóc khôn phai chết đi luống để thiên niên hận lúc sống nào ai chịu rảnh tay ra cửa hú dài trời đất dúng mây trắng bồng bềnh chim hạc bại lão đạo sĩ bị. Dương mãnh lìa mấy quyền, khăn đạo sĩ rách bươm, châm vàng rơi xuống đất. Tế điên lật đật chạy ra can. Trần Hiếu cũng nạt, Dương hiền đệ. Còn chưa chịu đi sao? tiếp tay sư phụ đánh càn để đền nhơn mạng người ta à nói rồi kéo dương mãnh đi mất lão đạo sĩ giận đến uất cả người trợn mắt hét lớn phản rồi phản rồi khi khổng khi không nếu người ta lại mà đánh ta phải lên huyện tiền đường tố cáo ngươi mới được tế điên nói được rồi đạo gia gặp ta ở đây hay quá vậy thì như thế này nhé đạo gia cứ bỏ mấy cái khánh với mấy cặp chân đèn đem cầm ra đây, năm cái tiền bàn cũng đem ra nốt, rồi muốn làm gì mặc ý, lão đạo sĩ nghe nói ngạc nhiên thầm nghĩ. Mình đem đồ đi cầm, sao ông thầy chùa này biết vậy cả? Định thần nhìn kỹ hòa thượng trước mặt tướng mạo xấu xí, thân cao khoảng 5 thước, trên đầu tóc dài gần một gang tay, mặt mũi tẻm lem, tăng bào rách nát, thiếu tay, rách bâu, lưng cột sợ dây tơ khật khà khật khưỡng trên đôi giày cỏ nát đạo sĩ hỏi hòa thượng ở chùa nào vậy tế điên nói ta ở chùa hoàng liên nên bến cỏ phổ đồng tên là khổ hạnh lão đạo sĩ nói hòa thượng định đi đâu ta định vào thành lâm an có một nhà tài chủ ở đường thái bình tên châu vọng liêm ông ấy giàu nhất trong thành lâm an này thiên hạ còn kêu ông là châu bán thành nữa ông ấy mời ta đến nhà để bắt yêu an trạch trừ quỷ trị bệnh cho con lưu thái trơn nghe nói trong lòng không vui nghĩ rằng châu viên ngoại thiệt không phải chút nào đã thỉnh ta thì mời hòa thượng đã thỉnh hòa thượng còn mời ta làm gì thôi ta cứ đến đó xem sao nếu cung kính ta thì ta bắt yêu cho còn cung kính hòa thượng thì ta rút lui vậy nghĩ rồi bèn nói này hòa thượng ông với tôi cùng đi đến đó nhé. Tế điên vác tượng vi đà lên vai vừa đi vừa hỏi, này lưu đạo gia, ông họ gì? Lưu Thái Trơn giận nói, ông đã kêu tôi là lưu đạo gia rồi, lại còn hỏi tôi họ gì nữa? Bộ ông điên hả? Tế điên cười ha hả, chợt miệng hát. Người bảo ta điên, ư ừ, ta điên. Khùng điên đất sợ quỷ thần kiêng. Ví bằng muốn học khùng điên ấy, phải nộp bần tăng rượu mấy tiền hai người đi vào cửa tiền đường, đến cổng lớn nhà phía bắc đường Thái Bình thấy có bốn cây hoè trước ngõ. Trong cửa treo lủng lẳng mấy tấm bảng, nghĩa công là trọng việc thiện gắng công xóm làng nghĩ nặng gặp nghĩa cố thi. Hai người đến cửa gọi, quản gia từ trong chạy ra nói, đạo gia đến rồi. Lão đạo sĩ nói, xin phiền thưa lại có bần đạo vừa đến thấy có vị hòa thượng vác tượng hộ Pháp Vi Đà đứng lặng một bên, quản gia lấy mắt ngó một cái rồi trở vào. Viên ngoại đang ở thư phòng chờ đợi lão đạo sĩ, thấy gia nhân vào thưa là có lưu thái trơn, đạo sĩ tam thanh quán đến, lại cùng đi với một vị hòa thượng. Châu viên ngoại ngạc nhiên nói, ai thỉnh hòa thượng vậy? Châu Phước nói, chắc là đạo sĩ mời thêm đó. Viên ngoại ra tiếp xước phải tỏ vẻ cung kính cho đạo sĩ vui lòng chính ra ai nấy đều lầm cả. Viên ngoại ngỡ là đạo sĩ mời hòa thượng đến, còn lão đạo sĩ lại đinh ninh là gia chủ đi mời hòa thượng trước. Sự thật chính là hòa thượng tự ý đến mà thôi. Viên ngoại từ bên trong đi ra, tế điên ngước mắt nhìn. Viên ngoại thân hình cao giáo, nét mặt phương phi phục sức tao nhã, dưới cằm lưa thưa tròm dâu bạc, dáng điệu thong dong. Viên ngoại hướng về phía hòa thượng chắp tay nói, xin kính mời hòa thượng mời đạo gia vào trong nhà lưu thái trơn thấy vậy hơi phật ý nghĩ rằng quả là viên ngoại cung kính hòa thượng quá mức gặp hòa thượng chắp tay xá lia liệng còn gặp mình chỉ kêu đạo gia mà thôi về quách cho rồi tuy nghĩ thế nhưng vẫn không trở bước lại nghĩ mình đem năm bộ chân đèn mới chuộc ra bộ quần áo hy vọng đi chuyến này có mấy mươi lạng bạc để chuộc đồ về nếu giận bỏ về không lấy gì để chuộc lại Nghĩ thế đành theo viên ngoại đi vào. Thờ phòng đặt ở nhà ba gian phía tây, ở giữa đặt bàn bát tiên, hai bên đặt hai hàng ghế dựa, trên tường treo tự thiếp của danh nhân rất tranh nhã. Hòa thượng và lão đạo sĩ vừa ngồi xuống, gian nhân lật đặt dâng trà. Hòa thượng nói, dọn rượu đi, lão đạo sĩ thấy thế nghĩ rằng, hòa thượng này có vẻ quen thuộc quá, chắc là đến đây thường nên không kỵ hiểm kia đây gì hết lão viên ngoại lật đật bảo gia nhân dọn rượu. Dây lát gia nhân dọn chén bát bày tiệc rượu lên. Hòa thượng chẳng tị hiềm chi, xề qua ngồi ngay giữa. Lão đạo sĩ trong lòng dẫu không vui cũng không tiện nói ra. Uống xong ba bốn ly rượu, thấy viên ngoại đối với hòa thượng cung kính, lão đạo sĩ nhịn không được mới hỏi viên ngoại. Vị hòa thượng này có phải viên ngoại mời không? viên ngoại nghe nói lắc đầu lia lìa không phải tôi mời tôi đâu có quen ông ấy đi với đạo gia mà lão đạo sĩ nói tôi cũng đâu có quen ông ấy nói viên ngoại mời đến mà hòa thượng nói cần chi nhắc chuyện đó hãy uống thêm vài chén nữa đã nào viên ngoại cả giận nói hay cho hòa thượng ông dám tới đây ăn bậy nói càng hả bay đâu tống cổ hòa thượng này cho mau gia nhân chạy ra thấy hòa thượng đương bưng chén, kê lên miệng toan uống. Châu Phước nói, nè hòa thượng, ông làng chàng ở đâu lại đây? Thôi ra mau đi ông. Vừa nói, vừa kéo kéo sôi sôi lôi hòa thượng tuốt ra khỏi cổng. Đóng cửa trở vào, dòm lại thấy tượng vi đà hòa thượng còn bỏ quên lại đó liền vào thưa với viên ngoại. Hòa thượng bị tôi đẩy ra rồi, mà tượng vi đà còn bỏ quên lại đó. Viên ngoại nói, mi đem trở ra cho ổng kẻo tội nghiệp. Lão đạo sĩ nói, thưa viên ngoại, bây giờ trong quý viện có yêu tinh ra làm sao, mê hoặc công tử như thế nào xin cho biết rõ để lát tôi đốt hương cầu đảo, họa bùa chấn trạch cho xong. Thật ra lão đạo sĩ về việc đốt hương họa phù chẳng có chút bản lãnh chi, lâu nay núp bóng điện tam thanh lè thiên hạ để sống nhờ lộc thánh tiên mà thôi. Viên ngoại nói con yêu tinh ấy biến hình cô gái giống hệt như vương nguyệt nga ở kế bên nhà mỗi tối nó thường uống rượu với con trai tôi ở hoa viên lão đạo sĩ nghe nói ngạc nhiên nghĩ thầm ta đâu có biết đốt hương họa phù là chị yêu tinh có thể biến thành hình người được thì đâu phải là vừa ta bắt nó không được nó bắt lại ta thì mang khốn trù trừ giây lát mới nói thưa viên ngoại con yêu này dữ lắm phải có thêm bảy người nữa hợp với tôi là tám tám người lập thành bát quái liên hoàn trận bao vây mới được viên ngoại nói được được bèn kêu châu phước người đi bắt yêu với đạo sĩ nhé châu phước nói không được đâu tôi nhát gan lắm không cắn đáng nổi xin viên ngoại sai người khác đi viên ngoại lại kêu châu lộc vậy ngươi đi nhé châu lộc nói không được đâu Mắt tôi kém lắm, viên ngoại là người tinh tế, thấy không ai chịu đi đã hiểu phải có trọng thưởng mới có dõng phụ người ta không có quyền lợi ai chịu ra sức. Viên ngoại mới nói, có ai chịu đi với đạo gia không? Không phải đi không đâu. Mỗi đêm, một người ta cho 10 lạng bạc. Cần số 7 người có ai đi không? Châu Phước đứng kề bên vọt miệng nói. Tôi xin đi. Viên ngoại hỏi, ngươi không còn nhát gan nữa sao? Châu Phước nói, tôi vừa mới được thuốc tiên, mua được một củ thược dược to tổ bố. Viên ngoại hỏi, mua để làm gì vậy? Châu Phước nói, sắc uống hết sợ ngay. Viên ngoại nói, trà, đánh được hơi tiền, nó đổi nhát ra gan ngay. Châu Lộc cũng nói, tôi cũng xin đi nữa. Viên ngoại hỏi, bộ ngươi hết quáng mắt rồi sao? Không phải vậy đâu. Viên ngoại nghe nói chưa rõ, tôi chỉ quáng mắt trong nhà mà thôi dây lát số bảy người đã đủ viên ngoại hỏi đạo gia cần thêm những gì nữa xin cho biết lão đạo sĩ bảo đem giấy bút ra viết một cái toa gồm các vật dụng một cái bàn cao, một ghế thái sư một cái lư hương có nắm tay đèn một hộp đèn trắng một thẻ nhang dài một sấp giấy tiền một cây bút mới một chỉ trâu xa một nghiên mực mới một tờ giấy vàng rau thơm một nắm nước vô căn một chén năm hộc đậu mè một mớ bạch cập viên ngoại chiếu theo toa cho mua sắm đầy đủ rồi hỏi thưa đạo gia những thứ này bài trí ở đâu lão đạo sĩ bảo đem thiết trí ở thư phòng công tử nơi hậu viên ta sẽ đến sau chốc lát trời sụp tối lão đạo sĩ cùng viên ngoại đem bảy tên tùy tùng mỗi người trong tay đều cầm giáo nhọn đi ra hậu viên lão đạo sĩ đưa mắt nhìn một lượt hoa viên này thiết trí rất chỉnh tề, muôn hoa đua thơm cỏ cây rậm rạp, nào lâu đài điện gác, nào thủy tạ lương đình thật là hoa cỏ bốn mùa tranh vẽ. Lão đạo sĩ đi đến phía trước, thấy căn nhà gồm có ba gian. Gian phía bắc có ba căn, hai bên cũng đều có ba căn. Những đồ vật cần thiết đã dự bị đầy đủ. Mọi ngòi kéo nhau vào nhà, bên trong công tử nghe thấy tiếng động, hỏi vọng ra, ai làm gì bên ngoài đó, mau cút đi ra xa nghe gia nhân nói, xin công tử đừng la lớn. Viên ngoại mời được đạo gia đến bắt yêu an trạch lui quỷ trị bệnh cho công tử đó. Công tử chắc bị yêu tinh hấp hồn mất rồi. Công tử giận quá hét lớn, cút đi, đừng nói bậy. Lão đạo sĩ không trả lời. Viên ngoại trở ra nhà trước, chờ đợi tin mừng do đạo sĩ đưa đến. Lão đạo sĩ dặn mọi người hãy ở cả nhà ngoài để sẵn sàng trợ oai lão đạo sĩ ngồi ở ghế thái sư chờ đến khi chống điểm canh hai mới đốt sáp lên, cung kính đốt một nén hương lâm dâm khấn đảo. Tam thanh giáo chủ thần Phật ở trên, tín sĩ đệ tử là Lưu Thái Trơn làm đạo sĩ ở Tam Thanh Quán. Hôm nay có nhà họ châu bị yêu ma quấy phá, thỉnh đệ tử bắt yêu an trạch lui quỷ trị bệnh. Kính mong thần Phật xót thương bảo hộ, xui đi yêu quái. Đệ tử được mấy mươi lạng bạc trở về xin cúng tạ lễ hoàn nguyện. Khấn vái đã xong, đạo sĩ lột mũ đạo sĩ xuống cả khăn bịt đầu cũng bỏ ra để tóc xõa, rút thanh bảo kiếm, dùng nước cốt bạch cập hòa với châu sa vẽ nên ba đạo linh phù. Lão đạo sĩ nói, này châu Phước, ngươi hãy xem đây. Ta đốt đạo linh phù thứ nhất thì cuồng phong nổi dậy, đến đạo thứ hai thì yêu quái bị thâu tóm, đạo thứ ba đốt đi thì bảo kiếm sẽ chém đầu yêu quái, bắt nó phải hiện nguyên hình nếu là người chết biến thành quỷ, quỷ chết biến thành tinh, tính mạng của nó bị kết thúc ngay lập tức. Bọn châu Phước lặng lẽ theo dõi. Đạo sĩ dán linh phù lên đầu kiếm, miệng đọc lô lô la la, chẳng nghe rõ tiếng gì. Đọc xong đạo sĩ hô, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Bảo kiếm kèm theo đạo linh phù hươi lên, ánh sáng lấp loáng. Đoạn đốt linh phù, mọi người chờ mãi mà không thấy có tí gió nào nổi lên. Châu Phước nói, các anh thấy ông đạo sĩ nói dốc chưa? Châu Lộc nói, đừng nóng, đợi đốt linh phù thứ hai xem sao. Đạo sĩ lại trong miệng lâm dâm niệm chú, gắn đạo linh phù vào kiếm đốt lửa hươi lên, lại không thấy động tĩnh gì. Lão đạo sĩ thấy thế, lật đật lấy đạo linh phù thứ ba gắn trên mũi kiếm đốt miệng đọc lâm dâm, vừa mới hươi ra, bỗng thấy cuồng phong nổi dậy, lão đạo sĩ nhướng mắt nhìn xem, sợ đến hồn bất phụ thể một con yêu trờn vờn xô đến chụp lão đạo sĩ.